Làm chân tay cao có nên chắt chân nhà hay không? Có rất nhiều chủ nhà yêu cầu chắt chân nhà để chắc ăn về mặt thẩm mỹ và bảo vệ tuổi thọ của chân nhà. Tuy nhiên, việc chắt chân trước khi làm chân thạch cao là không cần thiết bởi nó vừa tốn kém vật liệu, lại không có tác dụng gì, vô cùng lãng phí. Lời khuyên của chúng tôi là bạn chỉ cần vệ sinh chân nhà sạch sẽ và kiểm tra chân nhà xem có bị hở hay giò nước hay không trước khi thi công là có thể yên tâm làm chân thạch cao rồi. Những ai có ý định làm chân thạch cao hãy lưu ý điều này nha.